Sau đây Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề Kiếp sau bạn muốn là gì? Do tịnh tâm sưu tâm, Tú Linh thực hiện Xin kính mời quý vị theo dõi Tú Linh xin kính chào quý vị Hôm nay nhạc lá bồ đề trở lại với quý vị với câu chuyện Kiếp sau bạn trở thành người như thế nào là do chính mình quyết định Chuyện do tịnh tâm sưu tâm Tũng Linh thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Bản thân muốn kiếp sau có một số mệnh sung sướng, xinh đẹp, cần tu chính kiếp này. Khuôn mặt xinh đẹp là một loại phúc báu. Dù là phúc báu nào thì cũng có căn nguyên của nó, giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khương mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng, lương thiện, đến tuổi trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người. Nửa đời trước của một người là ảnh hưởng từ kiếp trước. Nửa đời sau chính là tự mình. Vậy mới nói, sau khi đến trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình. Lòng từ bi cũng là một yếu tố quan trọng. Người có tâm thiện thường từ trong ra ngoài, tạng mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc mà người ích kỷ dẫu hoạt so đo tất khó nhìn thậm chí xấu xí theo luật nhân quả sự trộm cắp bụng xỉn ích kỷ tham lam là nhân đưa đến sự nghèo túng thì ngược lại để thoát khỏi điều này chúng ta hãy biết bố thí cúng dường sang sẻ vật chất cho những người nghèo khổ hoặc hộ trì chánh pháp nhân nào quả nấy khi biết ban tặng thì chúng ta sẽ nhận lại mà không mất đi. Tin sâu vào nhân quả, luật nhân quả là quy luật của vũ trụ, bất di bất dịch. Vì thế, tin vào nhân quả, chúng ta sẽ có hướng đi đúng đắn, biết làm việc lành và lánh xa việc dữ. Một người có lòng tin vào nhân quả sẽ trở nên mạnh mẽ, sáng suốt để nhìn nhận sự việc và cách chuyển hóa theo đúng chánh pháp thay vì than thân trách phận hoặc xa vào sự vô minh mà trở nên càng lầm lỗi. Có một câu chuyện như sau. Thành Hàng Châu có một cửa hiệu tơ tầm nọ, mở cửa đã hơn 10 năm, chủ nhân tuổi đã hơn 50 nhưng tâm địa bất lương. Có một năm, khu vực đã phát sinh hỏa hoạn, lửa cháy lan đến cửa hiệu tơ tầm ấy phía sau cửa hiệu là một nhà của gia đình nghèo. Cả nhà có ba người sinh sống bằng nghề giặt quần áo. Khi ra vào nhà thì phải đi qua cửa bên hông của hiệu tơ tầm. Lúc lửa đang cháy dữ dội, gia đình nghèo ấy, cả ba người không ngừng kêu thất than, mở cửa ra, mở cửa ra, hy vọng có thể thoát qua cửa sau mà bảo toàn tánh mạng. Ngờ đâu, người chủ cửa hiệu vì để thuận tiện vận chuyển hàng hóa, dùng sức cửa khóa chặt cửa sau không cho mở. Đến lúc chuyển hết đồ đạc xong, lửa cũng đã được dập tắt đi rồi, thì cả nhà nghèo kia đều bị chết cháy. Một năm sau, chủ hiệu tơ tầm đột ngột qua đời. Một đêm nọ, ông ta báo mộng cho con trai nói rằng Ta hại chết cả nhà người ta. Âm tàu không cho chuyển sinh làm người nữa mà phải nhập vào thai heo. Hiện giờ ở tại một nhà nông nọ có một con heo vừa hạ san bốn con heo con. Con heo mà trên thân có cái bớt màu đỏ chính là ta đó. Con hãy hỏi vị nông dân kia xin mua rồi đưa ta về nhà nuôi để tránh bị người ta sâu xé. Nói xong và khóc lớn. Con trai ông ta sau khi tỉnh dậy cảm thấy cảnh mộng sao giống y như thật. Bèn dựa theo những lời cha chỉ dẫn trong mộng mà tìm đến nơi ấy quả nhiên là có một con heo mới sinh trên người có cái bớt màu đỏ con heo nhỏ nhìn thấy con trai tới thì kêu gào thảm thiết đứng lên điệu bộ giống như đang lại lục văn sinh con trai ông liền dùng tiền mua nó về nhà được mấy ngày người con trai lại nằm mộng thấy cha nói rằng ta khi còn sống tội ác tày trời sau khi chết nếu đã tái sinh thành súc vật mà ăn uống sinh hoạt vẫn như người lúc còn sống thế thì chỉ có tăng thêm tội nghiệp sau khi chết điều gì ta cũng đều hiểu rõ nhưng cũng chỉ biết hối hận mà thôi con nhất định cần phải biết yêu quý thân người và làm nhiều việc thiện đó người xưa có câu muốn biết kiếp trước đã làm những gì hãy xem kiếp này được thụ hưởng thế nào muốn biết kiếp sau hãy xem kiếp này đã làm được những gì, làm cho người ta tin tưởng ở luật trời có thiện ác báo ứng kỳ thực hiện nay bất kể mọi người trong quá khứ từng làm sai điều gì bây giờ không còn quan trọng nữa bởi vì Phật pháp từ bi vẫn cấp cho con người một cơ hội tốt cần nhất chính là hôm nay là khởi khắc này mấu chốt để tự lựa chọn tương lai cho bản thân mình không nên lại sai lạc thêm một lần nữa không nên tạo ra nỗi hối hận mà vĩnh viễn sẽ không cách nào quên được bảo trì thiện niệm yêu quý sinh mệnh thuận theo đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ mà hành động đó mới là sự lựa chọn sáng suốt của những sinh mệnh chân chính kính thưa quý vị Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại vào kỳ tới. Thông báo Hội nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng thông báo Khóa học nhiếp ảnh cho niên khóa 2017 sẽ khai giảng vào Chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2017 lúc 12 giờ trưa tại Wilson Center Basement Level 6131 Wilson Drive, Falls Church, Virginia 22044. Khóa học nhiếp ảnh dành cho mọi thành viên trong cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Gồm 3 lớp sẽ trang bị cho học viên kiến thức cơ bản trong nhiếp ảnh, cách sử dụng máy và kỹ thuật chụp ảnh. Chương trình học bắt đầu từ tháng 3 đến cuối tháng 9 và mỗi chủ nhật từ 12 giờ trưa đến 3 giờ 30 chiều tại trung tâm Wilson Falls Church, Virginia. Lớp 1 căn bản, lớp 2 chuyên nghiệp, lớp 3 sáng tác nghệ thuật và kỹ thuật Photoshop thông báo cộng đồng người Việt quốc gia Solid tổ chức mừng xuân đinh dậu 2017. Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2017 gồm có hai phần. Thứ nhất, chương trình mừng Tết từ 1 giờ trưa đến 5 giờ 30 chiều. Đặc biệt có tiết mục thi tuyển Nam Thanh Lịch và chương trình thi Hoa hậu áo dài. Mời gọi các bạn hưởng ứng ghi danh tham dự thật đông. Thứ hai, chương trình dạ vũ Tết từ 6 giờ 30 chiều đến 11 giờ đêm tại trung tâm Oasis Shriners 604 Doug Mayer's Place, Charlotte, North Carolina 28263. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự cùng nhau chia sẻ hàng huyên mừng xuân viễn xứ thật đông. Mọi liên hệ xin gọi Chủ tịch Cộng đồng bà Thu Hương 704 607 7761. Ghi danh xin email về info at vnps.net. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Vân Hồ, Tổng Thư ký email vân.hồ.vnps.net hoặc gọi số cell phone 703 303 5650. Hội nhiếp ảnh sẽ tham dự chợ Tết Hội Cao Niên năm 2017. Xin mời quý vị ghé qua để tìm hiểu. Happy Holiday đón mừng năm mới. Hãy trao nhau món quà sức khỏe tuyệt vời nhất đó là chiếc ghế massage Inada Dreamway Medical Chair của Nhật làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Được biết rằng cái medical chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật họ đã có một cái bản phát minh độc quyền cho nên ngay ở Nhật cũng không có một cái công ty thứ hai sản xuất cái này cho nên phải nói rằng Inada là một công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới không những là ghế massage uh, mà kể cả ghế y khoa nữa. 4 bốn năm trước thì tôi uh, có một cái tai nạn xe cộ yeah. thì tôi còn đến một cái văn phòng của cái bác sĩ. Ấy. À, về truyền hình để mà chữa trị cho tôi Thì tôi còn yêu cầu bác sĩ là Thôi để tôi về nhà tôi nằm trên ghế này à, Tôi nghĩ là nó còn có hiệu quả hơn là Nằm trên ghế của bác sĩ Trong vấn đề vật lý trị liệu Inada Dreamway Medical Chair Chỉ 183 đồng một tháng Trả góp 4 năm không cần tiền đao Không tính tiền lời Giao đến tận nhà và lắp ráp miễn phí Trên hầu hết các tiểu bang Teletron Washington DC 703-237-8999 kính thưa quý vị đến đây chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt cảm ơn quý vị đã theo dõi kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc chúng tôi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.